đẹp quá. Thật sự quá là phấn khích luôn cô chú anh chị ơi. Không biết như thế nào mà mỗi lần Bảo Việt đi review những căn nhà sân vườn, Bảo Việt có một cảm xúc rất là đặc biệt luôn cô chú anh chị. Bảo Việt hôm nay sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình một cái căn nhà này, một cái điểm nhấn rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Biệt thự sân vườn. Cô bác anh chị mình cần tìm một cái diện tích rộng rãi, mình có thể vừa ở được, mình trồng trọt được nè, mình kinh doanh được, cô chú anh chị mình an hưởng tuổi già được. Chọn căn nhà hôm nay của Bảo Việt rất là thích hợp với mình luôn. Hôm trước thì Bảo Việt đã quay căn nhà này một lần rồi, thì clip trước á, nhà của mình nó chưa có hoàn thiện, cô bác anh chị nó còn rất là bề bộn ha. Hôm nay thì anh chủ đầu tư của Bảo Việt nè vừa mới hoàn thiện xong căn nhà này, Bảo Việt phải gấp rút vào đây quay phục vụ để cho căn nhà này xuất hiện trên kênh. Cô bác anh chị mình nếu thích thì hãy nhắc máy lên gọi trực tiếp cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933827963 nha cô bác anh chị. Trước nhà của mình đây, cô bác mình thấy ha, có một cái trục đường đan rộng phân tập 4m đường thông luôn. Đó, căn nhà của mình thì mình đi đầu nào cũng được hết, hướng tây phải này. Cô bác mình đi khoảng tầm đâu đó là 500m thôi sẽ kết nối ra trục đường lớn, tuyến đường tỉnh lộ 835A, mình về quận 7, quận 8, quận Bình Tân rồi đó cô bác. Đâu đó khoảng tầm là 20 phút, 30 phút thôi ha. Và tuyến đường này cô bác anh chị mình sẽ hướng về khu vực mà chợ Hưng Long rồi nè, rồi khu vực đường lớn Đinh Đức Thiện đó cô chú anh chị, mình cũng đi khoảng tầm là 10 phút đến 15 phút ha, khá là tiện lợi luôn. Thì những clip trước Bảo Việt cũng đã giới thiệu rất là chi tiết cái căn nhà này rồi. Bên đây cũng có những miếng đất đang rao bán luôn cô chú anh chị, với diện tích là 1000m2, mình sẽ có là 300m thổ và 700 giường. Nếu cô bác anh chị mình chọn những cái lô đất trống này thì có giá là 3.200.000.000 nha cô bác anh chị. Còn mình chọn căn nhà xây sẵn cặp bên mình đây, biệt thự sân vườn. Hôm trước Bảo Việt cũng quay căn nhà này chỉ có giá là 4.2 thôi, nhưng mà hôm nay anh gia chủ đã hoàn thiện được cô chú anh chị, anh vô đồ đạc nè, anh xây dựng xây cắt thêm đó, thì anh tính toán chi phí lại thì anh kêu giá là 4.500.000.000. Cô bác anh chị mình còn thương lượng trực tiếp với anh gia chủ ha, để biết căn nhà hôm nay có giá trị hay không, có đáng để mình xuống tiền hay không. Cô bác anh chị mình cùng dạo một vòng cùng Bảo Việt rồi lúc đó mình sẽ đưa ra nhận định chính xác nhất về căn nhà hôm nay nha cô bác. Trước cái khoảng sân nhà mình trước đây, nó có một cái làng vỉa hè khá là rộng rãi luôn. Gia đình mình lâu lâu có tổ chức đám tiệc, tiệc tùng nè, người thân mình lâu lâu về thăm mình á, mình có thể mình đậu phía trước này khoảng tầm là 2 chiếc xe ô tô dẫn được như cô bác anh chị, vì trục đường của mình cũng khá là rộng ha. Ở đây thì gia chủ cũng chừa sẵn cho mình một cái bồn luôn. Cô bác mình có thể trồng cây ăn trái ăn cũng được, mình trồng kiểng cũng được ha, tùy vào sở thích của mình. Và nhà mình chắc chắn với mức giá 4.2 thì nó phải sang trọng rồi cô bác anh chị. Cô bác anh chị mình thấy không, tường rào trước nhà của mình là xây đúc lên luôn, cao hơn đầu Bảo Việt là khoảng tầm đâu đó là 1m luôn cô bác anh chị. Chiều cao Bảo Việt 1m7 nè, lên là tổng hết chiều cao. Tường xung quanh nhà của mình là khoảng tầm là 2m luôn ha, sẽ bảo vệ cho căn nhà của mình khá là an toàn. Và lớp cửa phía trong bảo vệ là một cái lớp cửa 4 cắn ha, có cắt những cái tiểu tiết CNC rất là đẹp, cũng được sơn tĩnh điện màu đen kết hợp với vàng sẽ tạo thêm điểm nhấn của căn nhà hôm nay. Tổng thể căn nhà của mình thì là tông trắng chủ đạo như cô bác anh chị. Mình vào đây đi, cái điểm mà Bảo Việt rất là thích ở chỗ này nè, mình sẽ có một cái khoảng trống phía trước sân như thế này đây. Cô bác anh chị mình có thể chiều chiều mình ra đây mình uống trà nè, rồi mình hóng gió hóng mát, hoặc là cô bác anh chị mình lâu lâu tổ chức ăn uống tiệc tùng ha, mình ra phía trước sân nhà này những cái đêm trăng sáng cô bác anh chị thì sẽ rất là thơ mộng ha. Và cặp bên cái khoảng sân nhà này thì gia chủ đầu tư cũng có trồng tặng cho mình một cái cây mặn ha. Cô bác anh chị mình về nay mai sẽ có bóng mát và có cây ăn trái mình ăn luôn nha cô chú anh chị. Và bên hông nhà đây thì gia chủ cũng tính toán rất là kỹ ha, thục vô cho cô bác anh chị mình từ ngoài cửa rào đó đến mí nhà là khoảng tầm đâu đó là chiều dài Bảo Việt thấy là khoảng tầm 15m đó. Cô bác anh chị mình có thể để được 2 chiếc xe ô tô ở phía trong này cũng được ha. Còn bên vách tay trái này đó, có chừa cho cô bác anh chị mình những cái hộc, những cái bồn khá là rộng rãi luôn để cô bác anh chị mình trồng kiểng. Những anh chị nào mà thích căn nhà của mình nó xanh tươi nè, mình thích một cái khung cảnh hòa lẫn vào thiên nhiên, căn nhà hôm nay thì mình trang trí rất là tuyệt vời luôn. Chưa hết đâu cô chú anh chị,
phía trước sau nhà của mình kìa, nó còn một cái mảnh đất rất là rộng luôn. Bảo Việt tí xíu review hết đi cô bác anh chị, mình sẽ thấy căn nhà này rất là đáng giá trị luôn. Ở đây có trồng cây nhãn nè, rồi có thêm một cây mận luôn. Nay mai thì những cái cây này mà nó lớn lên đó cô bác anh chị, có cái tàn mà nó xè ra thì sẽ rất là mát cho căn nhà của mình. Và hôm nay thì Bảo Việt cũng chia sẻ với cô bác mình luôn, căn nhà này á là mình đã có pháp lý sổ hồng riêng rồi. Với cái diện tích này 1.000 m² thì chắc chắn phải có sổ hồng riêng này nha cô chú anh chị, và ngân hàng đang hỗ trợ cho mình vay khoảng tầm là 50-60%. Nếu như cô bác anh chị mình trong tay mình cầm khoảng tầm là 1.5 tỷ, 2 tỷ hoặc là 3 tỷ ha, mình liên hệ cho Bảo Việt, số còn lại thì bên Việt sẽ hỗ trợ cho cô chú anh chị mình vay vốn luôn ha. Ở bên hông nhà nè, tí xíu đi mình sẽ vào bên trong mình coi rõ hơn, chứ Bảo Việt quay thì nó phải hết hình ảnh để cô bác anh chị mình mới thấy được tổng thể giá trị ha. Ở bên hông nhà thì cô bác anh chị mình thấy không, gia chủ trồng rất là nhiều cây kiểng luôn, trang trí sẵn luôn. Ở cô bác mình về Bảo Việt nghỉ thì mình chỉ có cái mình trồng thêm những cái loại cây mà mình yêu thích thôi, chứ căn nhà này nó quá tuyệt vời rồi. Phía sau nhà này có một cái sảnh luôn, khá là rộng luôn ha. Lâu lâu thứ bảy chủ nhật đồ mình tụ họp người thân về ở ngoài sân nhà này, sảnh nhà phía sau này, mình có tổ chức đám tiệc tiệc tùng. Cô bác anh chị mình bắt mâm được khoảng tầm là 4-5 bàn luôn nha cô chú anh chị. Tổ chức đám tiệc căn nhà này quá là tiện nghi và tiện lợi luôn ha. Ở mảnh vườn phía sau nhà đây rất là rộng. Những cô bác nào mà thích trồng cái mô hình mà vườn ao chuồng đó cô bác anh chị, chọn căn nhà này của Bảo Việt là rất thích hợp luôn. Có đường dây tứ tiêu sẵn hết luôn, cô bác anh chị mình về không cần phải trang bị trang trí gì thêm đâu ha. Có một cái ao luôn, cô bác mình thích trồng mình nuôi cá nè, rồi mình có thể là mình trồng rau sạch ăn, mình trồng cây ăn trái, bên Việt đã trồng sẵn hết rồi ha. Và ganh đất của mình được gào hàng rào lưới biển mơ sẵn hết rồi nha cô bác anh chị. Phía sau này thì hiện tại bây giờ á thì nó cũng có nước mưa hơi nhiều ha, thì Bảo Việt cũng không có tiện xuống, cô bác anh chị mình mà xuống đây đi rồi mình sẽ quan sát tổng thể hơn, nó rõ ràng hơn ha. Bây giờ thì Bảo Việt xin mời cô bác anh chị mình ra phía trước mình vào căn nhà hôm nay ha. Nhà mình là có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Cô bác mình có thể xây cắt xây dựng thêm ha. Mình tổng diện tích là 1.000 m², có 300 thổ và 700 vườn nha cô bác anh chị. Mẫu nhà 3 gian rất là đẹp luôn, vừa mới xây vừa mới hoàn thiện thôi. Bảo Việt rất là thích căn nhà này luôn cô chú anh chị ơi. Bảo Việt nay mai mà nếu mà có cái nguồn tài chính dư dả tí xíu, Bảo Việt cũng muốn xây một căn nhà như thế này nè cô bác anh chị. Nó không quá cầu kỳ, nó rất là chi là đơn giản ha, nó hòa lẫn vào thiên nhiên nhưng không kém phần sang trọng ha. Mình an hưởng tuổi già rồi, mình thích một cái không khí nó trong lành, nó trong trẻo, không quá ồn ào. Thì mình về những cái nơi như thế này nè cô bác anh chị mới là một cái cuộc sống lý tưởng ha. Nhà của mình thì lợp mái ngói hết nha cô chú anh chị. Phía trước sảnh nhà ở đây thì cũng khá là rộng luôn ha. Cô bác anh chị mình có thể mình để thêm 1-2 bình gỗ, 1-2 cái chậu kiểng lớn á, để mình trang trí, mình xô ra mặt dựng cũng rất là đẹp. Đó là tùy vào sở thích và trang trí của cô bác mình ha. Và phía trước sảnh nhà của mình thì cũng có đèn đầy đủ luôn. Mình vào không gian phòng khách phía trong thì có một cái lớp cửa 4 cánh. Lớp cửa này là bằng nhôm sinh pha kết hợp với là kính cường lực ha. Và sơn nhôm sinh pha này của mình thì giả gỗ như cô chú anh chị, nhìn khá là sang luôn. Phòng khách của mình phía trong đây chính là nơi để mình tiếp khách. Cô bác mình để bộ ghế sofa cỡ lớn ngay tại vị trí này thì rất là sang ha. Có tu thờ thì mình để ngay mặt diện đây ha. Căn nhà này chắc chắn của mình là phải có cửa sổ rồi. Sân vườn thì chắc chắn lúc nào cũng phải có rồi cô bác anh chị, vì nó chống 4 hướng luôn. Mình mở cửa sổ là xung quanh nhà của mình rất là mát. Bên đây cũng có, và bên đây cũng có cửa sổ luôn. Rồi phía trên đây thì gia chủ cũng trang bị cho mình một cái quạt Panasonic ha, đầy đủ đèn điện ánh sáng đầy đủ cho mình luôn. Chằng la phong dựng hợp lên khoảng tầm là 4.5-5m ha. Phòng ngủ đầu tiên của mình đây chiếm diện tích khoảng tầm là 25m², cũng có cửa sổ luôn. Mình mở ra mở vào thông gió thông khí ha. Đường dây máy lạnh, đèn phòng ngủ đầy đủ ánh sáng, gạch ốp tường cũng ốp lên cho mình đâu đó là khoảng tầm là 1m6 như cô bác anh chị. Bảo Việt xin lặp lại ha, tổng giá trị căn nhà hôm nay bao cho cô bác anh chị mình tất cả chi phí sang tên công chứng là 4.500.000.000 như cô bác anh chị, và gia đình mình còn thương lượng trực tiếp với anh chính chủ ha. Có nhiều cô bác cũng hỏi Bảo Việt, thật sự thì Bảo Việt cũng hiểu cái tâm lý của mình khi đi mua nhà mua đất, mình rất là sợ lầm giá nè, rồi mình cũng sợ cái người bán của mình cho mình á không có uy tín cô chú anh chị, mình hay sợ
mà người ta lừa đảo lừa gạt mình á. Bảo Việt xin khẳng định lại luôn, trên kênh Nhà Đất Bảo Việt, cô bác anh chị mình khi đến xem nhà, Bảo Việt sẽ mang giấy tờ pháp lý cho cô bác anh chị mình xem đó, mình yên tâm về mặt pháp lý rồi. Cái thứ hai nữa, khi cô bác anh chị mình đã tin tưởng rồi, mình xem pháp lý rồi, về mặt giá cả, khi mà cô bác anh chị mình ưng ý, mình muốn gặp chủ nhà, Bảo Việt sẽ gọi trực tiếp chủ nhà thương lượng giá cả với mình luôn. Cho nên mình không có sợ mua lầm giá nha cô bác anh chị. Những cô chú anh chị nào đã từng mua nhà của kênh Nhà Đất Bảo Việt rồi thì mình sẽ biết ha. Quay trở lại vấn đề thì gia đình mình thấy cái phòng ngủ này cũng khá là gọn gàng, để mình để tủ quần áo, giường nệm vào ha, cửa sổ có sẵn luôn ha. Cửa phòng ngủ của mình là cửa bằng sắt kết hợp với kính mờ ha. Bảo Việt nghĩ tất cả lứa tuổi luôn, từ trẻ tuổi nè, tầm trung cho đến là cô chú anh chị mình lớn tuổi ha, sẽ không thể nào mà không thích mẫu nhà này được. Giống như Bảo Việt đây là một cái người cũng trẻ tuổi thôi, nhưng Bảo Việt rất thích những ngôi nhà như thế này, vì nó tiện lắm cô chú anh chị. Nhà cấp 4 thì mình không có đi đứng khó khăn, mà nhà cấp 4 á, thì nó mát mẻ nữa. Cô chú anh chị mình mà sở hữu căn nhà hôm nay rất là tiện nghi và tiện lợi luôn cô bác anh chị. Từ vị trí này mình về quận 6, quận 7, quận 8 khoảng tầm là 20 phút, 30 phút thôi. Mình về cái quận trung tâm thì khoảng tầm là 60 phút ha. Khu vực nhà bếp của mình ở đây thì có tủ bếp trên, tủ bếp dưới ha. Hệ thống tủ của mình là tủ gỗ hết như cô bác anh chị. Mình về thì mình cũng không cần phải đóng thêm. Mặt bếp của mình thì ốp gạch đá bóng kiến ha. Bên đây là có bồn inox luôn. Ăn uống qua đây thì mình rửa chén, tô, dĩa, bát gì đó, rất là tiện lợi. Khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh của mình riêng biệt luôn, rộng rãi luôn. Đó, cô bác anh chị mình thấy không? Cái nhà tắm là cũng rộng rãi như một cái phòng ngủ vậy ha, đầy đủ tiện nghi và tương tác hết. Mình có máy giặt mình cũng để ở trong nhà vệ sinh luôn nha cô chú anh chị. Đó, tiếp theo thì mình sẽ cùng theo Bảo Việt mình ra phía sau cái sảnh nhà ha. Ở đây cũng là một cái khoảng trống đó cô bác. Mình có thể mình đặt để một cái giường ở khoảng tầm đâu đó là 2m đến 3m ha, để cho những cô bác lớn tuổi ở ngoài đây không gian mát, không gian mở cô bác thì cũng rất là mát ha. Có quạt sẵn luôn cho mình luôn ha. Đó, mới nãy thì Bảo Việt dòng cái hướng bên hông nhà để mình ra sảnh phía sau. Bây giờ là mình kết nối thẳng trực tiếp nhà bếp ra sảnh phía sau này cũng được luôn. Đó, tiện nghi quá cô bác anh chị ơi, nấu nướng xong cái mình ra đây mình ăn uống luôn. Đó, gia đình mình để ở đây khoảng 6 đến 8 ghế ha, bộ bàn ăn sẽ rất là hợp lý. Thì tất cả thông tin Bảo Việt được cung cấp rất là rõ ràng rành mạch rồi. Bảo Việt xin lặp lại, căn nhà hôm nay có diện tích ngang 10, dài cho 100m, với tổng diện tích là 1000m2. Mình sẽ có 300m thổ cư và 700 vườn. Ở phía sau đây là mình làm vườn nha cô bác anh chị. Là 700m vườn ha. Cô bác anh chị mình thích làm mô hình vườn ao chuồng rồi đó, rất là tiện nghi luôn nha cô chú anh chị. Và nhà của mình là có hướng đông bắc nha cô chú anh chị, là về hướng bắc một tí xíu ha. Đó, chiều chiều mình ra đây mình nuôi cá kiển, nuôi cá coi, cá nhật gì đó cô bác anh chị. Đó, tùy vào sở thích của mình, hoặc là mình làm mô hình kinh tế cũng được ha. Bên Việt đã trồng cho cô bác anh chị mình tất cả các loại cây ăn trái luôn, bú sữa nè, bưởi nè, xoài nè, mít nè, rồi mặn, nhãn cái đó cô chú anh chị. Nói chung là văn văn với cái mảnh vườn này thì cô chú anh chị mình có thể làm rất là nhiều điều ha. Nếu như cô bác anh chị mình thích căn nhà hôm nay, hãy nhấc máy lên gọi trực tiếp cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933827963 ha. Và cô chú anh chị mình nếu mà có yêu mến kênh Nhà Đất của Bảo Việt á, thì cô bác anh chị mình nhớ nhắn cho Bảo Việt một lượt like cũng như đăng ký kênh để mình luôn cập nhật những video mới nhất của Bảo Việt nha cả nhà. Và tổng giá trị căn nhà này là 4 tỷ 500 triệu, và mình còn thương lượng trực tiếp với anh gia chủ ha. Cô chú anh chị mình cứ đến đây gặp Bảo Việt đi, Bảo Việt sẽ cho cô bác anh chị mình xem giấy tờ rõ ràng rành mạch, rồi mình sẽ gặp anh chính chủ để mình thương lượng nha cả nhà. Và bây giờ thì Bảo Việt xin kính chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị mình ạ. Xin chào cô bác ạ.